Và hôm nay thì uh, chủ yếu tin tức nhưng mà thật cũng chia sẻ thêm một điều khác nữa. Các bạn có bao giờ nghĩ là tại sao mà các bạn thấy là Michael Strategy từ hồi tháng 8 của năm 2020 tới bây giờ đó thì cái số limit coin họ tích lũy đã rất là nhiều và bây giờ nó cũng đang bị lỗ rất là nhiều thì à, tại sao mà công ty michael strategy vẫn tiếp tục tin tưởng michael sailor tại sao mà những cổ đông lại tiếp tục đưa tiền cho michael Saylor và để michael Saylor tiếp tục con đường là tích lũy btc các bạn có bao giờ nghĩ tại sao hay không có phải là tất cả cổ đông của michael strategy đều kém thông minh không phải đâu các bạn thường chia sẻ một cách nhìn à, tại vì thường thấy là nhiều bạn có cái sự suy nghĩ không có chính xác về tại sao Michael chỉ lại mua Bitcoin như vậy và tại sao cổ đông vẫn tiếp tục ủng hộ Michael Saylor thì các bạn thấy được là Michael Strategy đã, đã tích lũy liên tục từ tháng 8 năm 2020 rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay cả thời điểm bây giờ Michael Saylor thì vẫn như vậy mà thôi chiến lược của công ty MicroStrategy thì vẫn sẽ tiếp tục tích lũy BTC và tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty và nếu như mà có dư thì sẽ tiếp tục mua thêm BTC nữa và cho dù giá xuống cấp mấy Michael Saylor thì vẫn nói là sẽ tiếp tục hold đồ thì tại sao vậy các bạn tại sao mà không ai ngăn cản Michael Saylor Thì trước hết có rất nhiều bạn hỏi thuận là có phải là Michael Strategy đang vay mượn tiền và có khả năng là bị thanh lý hay không Thì thật ra mà nói đó phần lớn cái số lượng tiền dùng để mà mua BTC đó là công ty Michael Strategy dùng tiền của mình để mà mua Cộng với lại họ bán một số cổ phiếu và họ cũng bán một số trái phiếu và trái phiếu với cổ phiếu đó nó không giống như các bạn mượn loan margin nó không có thế chấp và cũng không có điểm thanh lý khi mà các bạn bán cổ phiếu đó thì chỉ là cổ phần công ty mà thôi và khi mà họ bán trái phiếu đó thì trái phiếu của họ có thể đổi thành cổ phần được và trái phiếu đó thì họ chỉ là vay mượn và họ có thể là trả lời và theo thông biết đó là cái số lượng trái phiếu đó là tới năm 2025 hay năm 2027 mới đáo hạn lận và điều này rất là quan trọng đường chia sẻ tại sao với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái phần mà hầu hết báo chí nói đến và gì bạn hỏi thuận đó là khả năng Michael Strategy bị thanh lý là như thế nào thì cái phần mà họ thực sự vay mượn margin thì không có nhiều đâu họ vay mượn là từ ngân hàng Silver Bank ngân hàng mà đang bị lùm xùm với là FTX đó các bạn thì họ đã vay mượn là 205 triệu đô la để mua BTC và để có thể vay mượn số này đó họ thấy chấp là 820 triệu các bạn họ thấy chấp là 4 lần và vay mượn 205 triệu mà thôi và họ thế chấp bằng BTC và cái này là cái thống kê được chia sẻ các bạn thấy được là cái lúc mà họ vay mượn đó là giá BTC là 41.877 thì có nghĩa là đến mức nào thì họ mới bị thanh lý cái số lượng BTC này thì ở cái mức là 1 phần 4 cái giá 41.000 Nghĩa là hơn 10.000 đô một chút Thì họ sẽ bị thanh lý Nhưng mà các bạn nên nhớ là cái số lượng Bitcoin Mà họ dùng mình thấy chấp đó, chỉ có 19.581 mà thôi Trong khi mà các bạn thấy được là MicroStrategy đã tổng cộng trong tay nắm Là 130.000 BTC các bạn Con số cực kỳ kinh khủng luôn Và các bạn thấy được là con số này đó Tuy là họ đang bị lộ rất là nhiều Họ bỏ ra tới 3.9 tỷ để mua Bây giờ đáng giá 2.1 tỷ Nhưng mà 2.1 tỷ này con số rất là cao so với lại cái số họ mượn là 205 triệu. Trên căn bản đó nếu như mà nói là muốn thanh lý Michael Strategy thì giá BDC đó họ phải đẩy xuống rất là sâu. Tại vì Michael Saylor có thể là để thêm BDC vào để mà đỡ giá các bạn thì có thể là đẩy cái phần thanh lý đó xuống tới khoảng chừng là 3.000 đô thì mình thanh lý được. Rất là khó luôn. Trên căn bản nếu như muốn thanh lý thì khả năng này không có cao đâu đối với thùng này như vậy. Nhưng mà điều mà thường cảm thấy quan trọng hơn đó không phải là cái số lượng thanh lý này Mà chính là cái số lượng trái phiếu mà họ đã bán đó các bạn Tại vì số lượng trái phiếu đó thì nhớ là một phần là sẽ đáo hạn vào năm 2025 Một phần là năm 2027 Và Michael sailor đã tính toán là lỡ như mà ông ta tính sai đó thì ít ra tới năm 2025 hay là năm 2027 chúng ta đã có thêm một chu kỳ tăng trưởng rồi cho nên Michael Saylor đó là đang dựa vào lịch sử để nghĩ là chỉ cần cầm cự đến đó thì sẽ có lời rất là nhiều và đương nhiên họ tiếp tục kinh doanh Michael Strategy thì tôi nghĩ là cái số lượng tiền lời kinh doanh đó nó có thể là chỉ trả cái tiền lời mà thôi tiền lời mà họ đang nợ trái phiếu đó và tới năm 2025 và bắt đầu sau ngày đó đó Tôi nghĩ là nếu như mà Michael Saylor nói sai Lúc đó mà giá thực sự là chưa có một mùa tăng trưởng mới Mà giá vẫn như vậy đó Thì tôi nghĩ là tới lúc đó cho dù muối hay không muốn Họ cũng phải bán một phần BTC để mà trả nợ Nhưng mà đó cũng không phải thanh lý đâu các bạn Họ chỉ bán để mà trả nợ thôi Và có thể là tiếp tục ngồi chờ Cái ngày mà giá tăng trở lại Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây Cho nên chúng ta không nên tin bất cứ ai trên thị trường này hết đấy. Cho dù là Michael Saylor thật sự là trong lòng của ông ta thật sự nghĩ là sẽ luôn giữ btc và không bao giờ bán nhất là những lúc mà giá không tốt nhưng mà cho dù ông ta thật sự tin tưởng như vậy Tới lúc mà cần phải bán rồi thì cũng phải bán mà thôi Nếu như mà lựa chọn giữa cứu công ty MicroStrategy hay là giữ BTC thì nghĩ là ông ta cũng sẽ bán BTC để mà trả bớt cái số nợ Cho nên cho dù là ông ta nói gì, gì nữa đó nghĩ là cũng sẽ có một ngày Michael MicroStrategy cũng sẽ phải bán Và các bạn có nghĩ đi cho dù là Michael Saylor nói đúng đi Chúng ta sẽ thấy là giá BTC lên cao 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn Trong đợt tăng trưởng kế tiếp đây năm 2025 hay là năm 2000 26 thì sẽ như thế nào các bạn Lúc đó thì đúng là cái số lượng biệt không của họ Họ có lời rất là nhiều Nhưng mà họ cũng có một số trái phiếu đã tới hạn rồi Thì họ cũng phải trả tiền cho cái người mà cho họ vay Thì lúc đó họ cũng phải bán mà thôi Nó tóm lại sẽ có một ngày MicroStrategy cũng phải bán Con số đó là bao nhiêu Thì uh, tùy theo là giá BDC là bao nhiêu các bạn Đó là nhận định của Thuận liên quan tới MicroSeller và MicroStrategy Và trở lại câu hỏi đầu tiên đi tại sao mà công ty Michael Strategy là một công ty mà trên sàn chứng khoán có nhiều cổ đông mà lại cho Michael Saylor muốn làm gì thì làm Thật ra không phải đâu các bạn, để thường chia sẻ thêm một điều khác nữa để các bạn hiểu Các bạn đã thấy được đây là cái thống kê giá cả của cổ phiếu Facebook Đây là cái hình chụp thường chụp lại à, cách đây khoảng những vài ngày Tại vì à, lúc đó thường bận một số công việc cho nên chưa có thể chia sẻ tài liệu này với các bạn Nhưng mà các bạn có thể thấy được trên màn hình đó chúng ta tính từ cái ngày mà Michael Strategy bắt đầu thu mua BTC và cái phần đầu họ thu mua là cái phần lớn nhất. Các bạn thấy được là bắt đầu là khoảng chừng là đầu tháng 8 năm 2020 tính tới bây giờ đó thì cổ phiếu của Facebook đã giảm 57% các bạn. Các bạn có biết là cổ phiếu của Amazon cùng thời điểm đó, từ lúc mà Michael Strategy lên tiếng thu mua BTC đó thì đã giảm xuống 44% rồi. Còn công ty Google thì sao? Các bạn thấy được là cùng thời điểm đó công ty Google cổ phiếu tăng 27% Bây giờ họ kế tiếp là cùng thời điểm này Từ lúc mà tức lũy BTC từ tháng 8 tới bây giờ đã cổ phiếu của MicroStrategy như thế nào? Các bạn có thể thấy được là cho dù cổ phiếu của MicroStrategy đã giảm nhiều so với cái đỉnh cao Nhưng mà tính tới bây giờ đó vẫn tăng 59% các bạn Từ lúc mà họ bắt đầu tích lũy BTC tới bây giờ đó cổ phiếu vẫn tăng 59% và các bạn nên nhớ là sau khi mà họ thông báo là công ty Michael Strategy, chiến lược là tích lũy BTC đó cổ phiếu của họ đã tăng lên 954% các bạn đây mới chính là lý do tại sao mà những cổ đông chấp nhận để Michael Saylor làm những gì mà ta cần làm tại vì các bạn cứ nghĩ đi chỉ cần thông báo là công ty bỏ ra lúc đó một tỷ mà thôi một tỷ đô la tiền của công ty đi thu BTC mà cổ phiếu đã có thể tăng lên 954 lần thì các bạn có biết là trong thời gian này đó nhiều người mua cổ phiếu MicroStrategy cùng thời điểm đó thuận đoán là có rất là nhiều cổ đông trong đó cũng có thể có luôn Michael Saylor đã bán cổ phiếu của mình và đã có lời rất là nhiều trong thời điểm này lời có thể là còn nhiều hơn là cái số lượng bị lỗ bởi tích lũy BTC có thể là cái số lượng bị lỗ bởi tích lũy BTC để chúng ta trở lại xem coi là bây giờ lỗ khoảng bao nhiêu là các bạn thấy là 3.9 tỷ bây giờ là 2.1 thì sự khác biệt là 1.8 tỷ thật ra thường nói lỗ nhưng mà trên căn bản họ chưa có bán mà các bạn nhưng mà các bạn thấy được là cái lợi nhuận mang đến cho những cổ đồng có thể nhiều hơn con số này cho nên họ mới chấp nhận chiến lược này chứ không phải đơn giản đâu cho nên bất cứ ai mà nhìn vào michael Saylor một cách nghĩ đơn giản thì thường nghĩ là chúng ta cũng nên suy nghĩ lại michael Saylor là một tỷ phú ông ta không phải làm tỷ phú bằng cách là nhắm mắt đầu tư tùm lum đâu các bạn tất cả đều có lý do hết và trước khi mà công ty michael strategy lưu trữ btc các bạn có biết michael strategy là công ty gì hay là không thường đó là các bạn không biết bây giờ thì ai cũng biết michael strategy là công ty gì cũng giống như là El Salvador các bạn Ai cũng nói là El Salvador bỏ ra hình như là bốn mấy triệu đi mua BTC trong thời gian qua Bây giờ bốn mấy triệu đó là lộ khoảng chừng mười mấy hai chục triệu gì đó Thì ai cũng la làng về cái chuyện đó Nhưng mà các bạn có biết là những lợi nhuận khác họ có là bao nhiêu không? Các bạn hoàn toàn không biết Các bạn có biết là bao nhiêu người tới El Salvador tại vì họ chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. Bây giờ người ta biết đến nước El Salvador, những người yêu thích Bitcoin tới đó để mà ủng hộ. Các bạn có biết là họ có thể thu được bao nhiêu thuế và có thể phát triển cái kinh tế họ bao nhiêu không? Các bạn cũng hoàn toàn không biết. Trước khi mà có sự kiện liên quan tới chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp thì các bạn có biết nước El Salvador hay không? Các bạn cũng không biết luôn các bạn có thể thấy được là rất nhiều và rất nhiều điều chúng ta không biết chúng ta chỉ nhìn thấy được những gì mà báo chí muốn chúng ta nhìn thấy mà thôi chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều góc cạnh khác nhau để có thể hiểu được là tại sao người nào đó lại chấp nhận nguy hiểm cao như vậy các bạn thấy được là đây là một trong những cách làm cực kỳ nguy hiểm nhưng mà Michael Saylor đã có thể là thuyết phục được cổ đông đương nhiên là có lý do của ông ta và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và như mình nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là sàn OKX, sàn Bybit hay là sàn Binance Và các bạn cũng có thể tìm hiểu những ưu đãi khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa như bữa nào mà sử dụng sàn giao dịch ấy, thì nên nhớ các bạn chỉ nên dùng sàn giao dịch để giao dịch mà thôi Chúng ta không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got